đây là những cái gì không? Đây mà là zombie á. Đây không phải là zombie, đây là những cái mặt nạ đấy. Đây này, có hai cái mắt này, cái mũi này. Wow. Trong đây còn có cả mặt nạ khổng lồ đây. Đây là mặt nạ chú gì đây nhỉ? Làm đi à. À, ông Điện à. Đúng không, ông Điện không là cầm cái quạt phe phải phe phải đúng không? Còn đây này, đây là cái đầu lân này. Nhìn cái mặt ông Điện này to chưa? Wow, cái mồm nó to hơn cả đầu anh luôn. Cam thích sờ cái gì của ông Điện à? Sờ vào cái răng đi. Cái răng này, sờ cái mũi đâu, cái mũi đâu? Mũi, cái má. Đố con biết cái áo này là áo gì đấy? Đúng rồi. Wow. Đố con biết anh đang ở đâu đây? Anh ở trong này cơ mà. Wow. Giật mình chưa? Anh chưa vào đây à? Làm gì thế? Cái này là cái đầu lân khổng lồ đấy. Amazing. Ôi, to khổng lồ luôn. Con lân. Thế à, đầu em to em không chui được à? Thế em thử chui vào cái con lân bé bé này sao nào? Chui được không? Không được à? Thế à? Các cậu ơi, lại đây mà xem này. Tớ nhìn thấy những cái viên trắng trắng này nó nổi trên mặt nước. Trông như là những viên kẹo ấy cậu ơi. Không biết có ăn được không nhỉ? Không, đây không phải là những viên kẹo. Mà đây là kén tằm đấy cậu ơi. Bên trong có con nhộng đây. Kén tằm á? Đúng rồi. Thế cái này là cái gì? Còn cái này là những cái sợi bông của cái con đấy. À, mình muốn lấy cái sợi tơ tằm là mình phải quay quay như em Cam đang quay như này, có đúng không cậu ơi? Đúng rồi. Đấy, khi mình quay như này, những cái sợi tơ nó sẽ quấn vào đây này. Để mai sau tạo thành vải đấy. Chiếc áo của em Cam mà cũng là tạo ra từ những sợi tơ này đấy. Đây là vòng đời của một con tằm này. Từ con bướm này, sau chuyển thành trứng này. Trứng nở cho con sâu. Đấy, chính là con tằm đây này. Con tằm này ăn lá gì vậy? Ăn lá dâu cậu ơi. Ở đây còn nhiều tằm chưa này cậu ơi? Tằm là ấu trùng của loài bướm. Nó là côn trùng xuyên tơ và có giá trị kinh tế cao đấy các cậu ơi. Ui dồi, nhiều con không Cam? Cam đếm ở chỗ này xem bao nhiêu con nào. Ô, nó đang bò trên tay Cam này. Amazing. Đây này, ở đây còn rất nhiều luôn đây này. Wow, nhiều chưa này? Quá là nhiều các luôn. Các bạn đang ngóc đầu lên làm gì thế? Chơi hai con á. À, cho anh một con à. Đây, con của em to hơn này, của anh to hơn. Ô, nó nhả ra tay Cam này, nó nhả tơ ra tay Cam này. Kệ nó, kệ nó. Đây có hai sợi tơ này. Nó dính vào tay Cam ấy. Ô, thôi thả bạn ấy xuống đây đi. Wow, Cam ơi, chị phát hiện ra ở đây có một con bạch tuộc siêu to khổng lồ luôn. Nên Cam thử trèo lên đi. Bạch tuộc này có bao nhiêu cái xúc tu toàn máu đỏ chấm chấm kìa cậu ơi. Ôi, em Cam còn cười cả lên con bạch tuộc kìa. Đấy không phải là nhím, mà đấy là các xúc tu của bạn bạch tuộc đấy. Em Cam bám chắc vào nhá, không là ngã đấy. Đúng rồi, con bạch tuộc lấy xúc tu, nó ngoẩy lấy nó ngã xuống đất đấy nhá. Con bạch tuộc này là kênh con bạch tuộc cái đấy. Sao này là bạch tuộc cái? Bởi vì nó có một cái cặp hình ngôi sao ở trên đầu cái kìa. Chỉ có bạch tuộc cái thì mới cặp tóc thôi. À, thì ra là vậy. Ôi, nhìn này, trông cái mắt và cái mồm đáng yêu không? Mắt to tròn, có cái mũi rất là dài. Em Cam làm gì thế? Đây là cái kim tự tháp à? Một cái kim tự tháp. Ui, mini. Cam ơi, cẩn thận ngã đấy nhá. Em Cam trèo lên đỉnh kim tự tháp, nó cao thế cơ mà. Nhìn này, tớ phát hiện ra có một chiếc xe. Chiếc xe hình một con cá voi. Trông đẹp và ngộ nghĩnh chưa này? Xe em này Cam có thích chui vào đây không? Xe này có lái được không nhỉ? Ô, em Cam chui vào cái xe này là xe gì đây? Một cái xe buýt à? Ôi. Đây là chiếc xe buýt đúng không? Em Cam thử lái xe buýt đi. Ô, em Cam đang lái xe kìa. Ui, cái xe nó rung kìa. Cái xe bắt đầu chuyển động rồi đấy. Thế như em Cam vừa bấm vào nút gì đó. Chiếc xe bắt đầu đi rồi. Mà dán lên, Cam thì hay đâm lung tung lắm. Cam ơi, cái gì nó to thế này nhỉ? Lắng nghe chơi. Nhưng mà sao nó lại to như thế này? Để cho người nó ngon.
ngồi ở lên đây á. Anh em mình phải trèo lên đây à? Mimi. Wow, chúng mình đang ở trên cao quá rồi các cậu ơi. Ngồi ở trên cao nhìn xuống mọi thứ bé tí luôn.